Dạ, em chào cô chú và anh chị ạ. Em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang đây. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn gia chủ đang trồng sa bô chê. Tổng diện tích là 2.280 m2. Hiện em đang đứng ở đoạn đường bê tông rộng khoảng là 3 mét. Con đường này anh chị mình liên thông về cặp kinh sáng của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 500 mét nha. Con đường này anh chị mình di chuyển vào đây á, là đường xe ô tô 4 chỗ đến 7 chỗ. Anh chị mình di chuyển tới thửa đất mình luôn. Ở đây mình có điện nước wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. Và khu dân cư nhà cửa ở cũng rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mình mua để xây nhà vườn, rất là thích hợp luôn. Đất mình có hai mặt tiền bê tông 3 m và bê tông 2 m nha anh chị. Và con đường bên đây là anh chị mình liên thông ra đường ấp Quan Hóa, ấp Dầu khoảng là 1 km. Đó, anh chị mình chạy một đường một là anh chị mình tới ấp Quan Hóa, ấp Dầu ha. Mình quẹo phải là anh chị mình di chuyển ra đường tỉnh lộ 876. Mình quẹo trái là anh chị mình di chuyển ra đường nhựa Thạnh Hòa và mình di chuyển về ngay chỗ trung tâm đường huyện lộ 35. Mình về ủy ban xã Long Hưng và mình về chợ Sợi Hột và lên đường tỉnh lộ 870 nha anh chị. Diện tích mình có bề ngang là 32 mét và mình sâu vào là 72 mét ha. Trên đất mình gia chủ đang trồng sa bô chê nha anh chị. Sa bô chê này cũng lão rồi. Anh chị mình có thể về anh chị mình xem trồng cây ăn trái thêm nha. Ở đây thì mình trước đất mình á cũng có con kênh công cộng khoảng là 3 mét. Anh chị mình có thể bắt cầu con đường này và ở phía sau thì anh chị mình khỏi bắt cầu luôn nha anh chị. Đất mình quay về hai hướng, một là hướng tây, hai là hướng đông nha anh chị. Đó, đường đan 3 mét này á, là quay về hướng tây, còn cái đường đan 2 mét bên kia á, chút xíu nữa em sẽ quay bên kia cho anh chị mình xem. Ở đó thì quay về hướng đông nha anh chị. Đó, ngay cái tay em chỉ anh chị nè, từ đây anh chị mình di chuyển qua đây là 32 mét ha. Ở đây thì mình có điện nước wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. Đất mình cũng rất là cao ráo và bằng phẳng luôn. Đất mình không có màu mỡ nha anh chị, sạch sẽ. Để em di chuyển qua thửa đất cho anh chị mình xem luôn nha. Ở đây đất mình thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Anh chị mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị mình lên thổ cư ha. Ở đây thì gia chủ chỉ bắt một cái cây cầu nhỏ nhỏ thôi để anh chị mình di chuyển qua đất. Còn anh chị mình không thích như những cây cầu nhỏ nhỏ vậy, anh chị mình có thể bắt cây cầu lớn hơn và ô tô anh chị mình di chuyển vào tới thửa đất này luôn nha anh chị. Đó, đây là con kinh công cộng khoảng là 3 mét. Kinh này anh chị mình liên thông ra ngay chỗ kinh của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 500 mét thôi. Dùng đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị mình yên tâm nha. Ở đây thì không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Ở vườn kế bên nè, người ta đang trồng dừa xiêm xanh với bưởi anh chị, trái rất là nhiều luôn. Dùng đất này là dùng đất trồng cây ăn trái. Anh chị mình muốn trồng cái gì cũng được hết á. Anh chị mình có thể xây nhà vườn ở đây nè, có thể chăn nuôi gà vịt thêm nha anh chị. Ở đây người ta đang thả lan nuôi gà rất là nhiều. Anh chị thấy không, cái bột cái mảnh vườn mình rất là mát mẻ nha anh chị. Ở đây mình có điện luôn. Đây sa bô chê này cũng đã lão rồi, anh chị mình có thể mình cưa mình bỏ nha anh chị và có thể trồng cây ăn trái thêm.
với giá chính chủ đang giao bán với giá là 2 tỷ 2 nha anh chị. Giá này thì không thương lượng nha. Nếu anh chị mình có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này. Và anh chị mình gặp chính chủ, anh chị mình trao đổi việc buôn bán luôn. Đó, cái vườn kế bên người ta đang trồng bưởi da xanh nè anh chị, rất là tốt ha. Ở đây là nước ngọt nè, bên đây thì đang hiện trạng á là đang nuôi cá nha anh chị. Đất mình vuông vức luôn nha anh chị, em nhìn thấy cực kỳ là đẹp luôn. Mình di chuyển vào đây là đường xe ô tô 4 chỗ đến 7 chỗ, anh chị mình di chuyển tới nơi luôn nha. Nếu anh chị mình có nhà ý xem thửa đất này, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị mình san lấp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Anh chị thấy không, mảnh vườn mình cao ráo và rất là đẹp luôn. Để em di chuyển ra cái con đường bê tông ở phía sau 2 mét nữa cho anh chị mình xem. Đất mình có hai mặt tiền nha anh chị, mặt tiền bê tông 3 mét và mặt tiền bê tông 2 mét, và đất mình quay về hai hướng, hướng Tây và hướng Đông. Đất mình cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng là 15 km nha. Nếu anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình di chuyển về đây khoảng là 70 km thôi, rất là gần. Ở đây là cái con đường bê tông 2 mét nha anh chị. Con đường này thì anh chị mình cũng di chuyển ra cái đường ấp Quan Hóa của ấp Dầu luôn. Con đường này anh chị mình cũng liên thông về cầu Kinh Sáng của xã Long Định luôn nha anh chị, khoảng là 3 km. Ở đây là cái mặt tiền ở phía sau nữa nè. Anh chị mình cất nhà chỗ nào cũng được luôn nha anh chị. Ở đây là mình nước bông to nè anh chị. Ở đây điện nước wifi thì đầy đủ luôn. Tới đây là tới ranh giới của mình nha. Tới đây mình di chuyển theo cái mặt tiền này nè là 33 mét nữa nha anh chị. Đất mình nằm cái vị trí này, hai mặt tiền, em thấy cũng cực kỳ là đẹp luôn ha. Ở phía sau mình thì đất liền, ở phía trước mình thì cặp ven sông. Đó, vườn sa bô này gia chủ trồng cũng được khoảng là 6 đến 7 năm rồi nha anh chị. Em thấy cũng rất là lão rồi. Anh chị mình có thể về, anh chị mình có thể cưa bỏ những cây sa bô tre này nha anh chị, và có thể trồng cây ăn trái thêm. Với giá bán là 2 tỷ 2, giá này là giá chốt nha anh chị, không thương lượng. Đất mình cao ráo tương đối rất là đẹp. Anh chị mình về, anh chị mình xây nhà vườn đều thích hợp nha. Hai hướng thì anh chị mình quay về hướng nào cũng được. Đó, vườn cái bên người ta đang nuôi dê cũng rất là nhiều anh chị. Ở đây thì cỏ rất là nhiều. Đó, anh chị mình có thể xây nhà vườn ở đây nè. Và khu vực mình có thể gào lưới, và anh chị mình chăn nuôi gà vịt thêm nha anh chị. Đó, khu này rất là mát mẻ luôn. Hồi trước đất mình cũng có con kinh công cộng khoảng là 3 mét luôn nha anh chị. Và phía sau của mình là đất liền luôn nè. Vị trí này rất là thiệt.
Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.